Sức khỏe Siberia là gì? Đó là một công ty quốc tế lớn với 20 năm hoạt động thành công tại 25 quốc gia và hàng nghìn khách hàng mới mỗi ngày. Đó còn là nhà máy sản xuất riêng các loại thảo mộc thiên nhiên từ Siberia và những sản phẩm chất lượng cần thiết cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Các loại thực phẩm chức năng, serum mỹ phẩm, gel tắm, khách hàng đang mua và sẽ mua những sản phẩm này hàng ngày. Vậy tại sao chúng ta không biến điều này thành thu nhập của mình? Bạn chỉ đơn giản chia sẻ về những sản phẩm này bằng cách sử dụng catalog, website, mạng xã hội. Ngay khi có ai đó theo lời giới thiệu của bạn thực hiện mua sản phẩm, thì bạn sẽ nhận được 25% từ giá bán chưa thuế của sản phẩm. 495.000 đồng, 130.000 đồng, 200.000 đồng, 275.000 đồng, tổng cộng 1.100.000 đồng. Đây là giá trị đơn hàng trung bình hàng tháng của một gia đình. Bây giờ chúng ta hãy xem, nếu như bạn có 10 gia đình như vậy, khi đó thu nhập của bạn sẽ là 2.750.000 đồng một tháng hoặc 33 triệu đồng một năm. Đây là dạng thu nhập đầu tiên và đơn giản nhất trong công ty sức khỏe Siberia. Hàng tháng, bạn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng và bạn sẽ nhận được thu nhập theo kết quả kinh doanh của mình. Khi đã nhận được 25% tiền thưởng của mình, lúc này bạn không chỉ đơn giản là giới thiệu về sản phẩm của sức khỏe Siberia mà còn có thể giới thiệu về cơ hội để có được thu nhập cao hơn. Bạn sẽ nhận thấy, ban đầu một người, sau đó là người khác và một số người nữa chắc chắn sẽ quan tâm đến cơ hội này. Ngay khi bạn có được tối thiểu 3 đến 4 tư vấn viên và những người này lặp lại hành động của bạn, thì bạn có thể nhận được dạng thu nhập thứ hai, trung bình từ 5 đến 10% doanh số bán hàng của các tư vấn viên này. Rất nhanh chóng, bạn sẽ nhận thấy ai đó trong số khách hàng của bạn cũng nhận ra cơ hội và cũng bắt đầu giới thiệu về công ty sức khỏe Siberia cho bạn bè và người thân của mình. Việc ngay từ ban đầu bạn khuyến khích khách hàng của mình chia sẻ về sản phẩm của công ty cho những người khác sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự tăng trưởng doanh số. Cơ sở khách hàng của bạn càng lớn bao nhiêu thì doanh số và thu nhập của bạn càng cao bấy nhiêu. Chúng ta hãy xem điều này diễn ra như thế nào. Tất cả rất đơn giản. Ví dụ doanh số bán sản phẩm của bạn trong tháng là 11 triệu đồng và doanh số của từng người trong nhóm 4 tư vấn viên của bạn cũng là 11 triệu đồng một tháng. Khi đó, bạn sẽ nhận được trung bình 5% từ doanh số của các tư vấn viên, đó là khoảng 2 triệu 200.000 đồng và 25% từ doanh số của cá nhân bạn, đó là 2 triệu 750.000 đồng, nghĩa là bạn nhận được 4 triệu 950.000 đồng một tháng hoặc 59 triệu 400.000 đồng một năm. Sau một thời gian, một số khách hàng của các tư vấn viên của bạn cũng muốn nhận thêm 5 đến 10% từ doanh số bán sản phẩm của những người mà họ mời tham gia vào công ty. Và điều này rất có lợi cho bạn. Bởi vì doanh số trong hệ thống do bạn xây dựng nên càng cao bao nhiêu thì thu nhập của bạn cũng tăng lên bấy nhiêu. Tuy nhiên, để đạt được điều này, cần phải tuân thủ một nguyên tắc quan trọng. Đó là hệ thống của bạn phải được mở rộng một cách tối đa. Ví dụ, nếu như hệ thống của bạn hoàn toàn ngừng việc giới thiệu sản phẩm, nhưng trong cùng thời gian này, người quen số 1 của bạn vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng hệ thống của mình. Khi đó, có thể bạn sẽ không nhận được phần lớn thu nhập, cho dù vẫn có sự tăng trưởng doanh số chung của hệ thống. Trong trường hợp này, phần thu nhập chính sẽ chuyển sang người quen đang hoạt động tích cực của bạn. Và điều này là công bằng. Trong công việc kinh doanh của chúng ta, những người nhận được thu nhập là những người thực sự làm việc. Vì thế chúng ta luôn cần phải nhớ về quy tắc cân bằng, tức là bạn cùng với các nhánh còn lại phải hoàn thành được doanh số giống như doanh số của tư vấn viên tích cực nhất trong hệ thống của bạn. Hãy lưu ý, những con số về doanh số này không có nghĩa là bạn phải hoàn thành chúng một mình. Bản chất của công việc kinh doanh này là chúng ta giới thiệu những khả năng mang lại thu nhập và cơ hội tiết kiệm cho những người khác. Điều này có lợi cho bạn, có nghĩa là cũng có lợi cho những người khác. Ban đầu là một, sau đó là hàng chục và sau nữa có thể hàng trăm người quen của bạn. Tương ứng như vậy, tổng doanh số trong hệ thống có thể sẽ là con số rất lớn. Chính tổng doanh số này sẽ xác định mức thu nhập của bạn cao bao nhiêu, cho dù doanh số cá nhân của bạn chỉ là một phần nhỏ trong tổng doanh số. Nếu như bạn tiếp tục tích cực mời được vào hệ thống các tư vấn viên mới và tuân thủ quy tắc cân bằng, thì bạn sẽ có cơ hội nhận được những khoản thu nhập gia tăng liên tục. Đó là kinh doanh. Ở đây không có khái niệm thu nhập cố định. Bạn là người điều khiển mức thu nhập của chính mình. Mỗi tháng là một câu chuyện mới. Bạn làm ra bao nhiêu thì bạn nhận được bấy nhiêu. Nhưng ở đây cũng không có khái niệm đụng trần. Bạn luôn có thể nâng cao thu nhập của mình. Tuy vậy, để điều khiển được mức thu nhập, bạn cần phải học cách quản lý hệ thống của mình. Trước tiên, bạn cần phải biết cách tính doanh số bằng điểm của bạn và của các tư vấn viên trong hệ thống như thế nào. Điểm là một đơn vị tổng hợp giúp cho chúng ta dễ dàng tính được thu nhập của mình
mà không phụ thuộc vào các loại tiền tệ, cho dù sản phẩm được mua bằng đồng rúp, đồng tenge, đô la Mỹ hoặc đồng euro. Khi tính toán bằng tiền đồng của Việt Nam, một điểm trung bình tương đương với 22.500 đồng của giá tính thưởng của sản phẩm. Ví dụ, trị giá sản phẩm là 450.000 đồng, thì điểm doanh số của sản phẩm sẽ là 22 điểm. Bạn thấy đấy, tất cả rất đơn giản. Nếu như doanh số của bạn và doanh số của từng tư vấn viên đạt 500 điểm, thì khi đó tổng doanh số hệ thống của bạn sẽ là 2.500 điểm. Điều này có nghĩa là căn cứ theo nấc thang sự nghiệp của tập đoàn Sức khỏe Siberia, thì mức thu nhập của bạn hoặc danh hiệu trong trường hợp này tương ứng với tư vấn viên cấp 5. Và thu nhập trung bình của bạn với danh hiệu này sẽ là 6.400.000 đồng một tháng. Công việc kinh doanh của chúng ta được xây dựng trên nguyên tắc tự học và hướng dẫn lại người khác. Và ngay sau khi bạn giúp được tư vấn viên tích cực nhất của mình thực hiện được điều giống như bạn đã thực hiện, đồng thời bạn tuân thủ quy tắc cân bằng, lúc này chờ đón bạn sẽ là những bất ngờ thú vị. Đó là điều gì? Chúng ta hãy cùng xem. Ví dụ, tư vấn viên của bạn đạt danh hiệu tư vấn viên cấp 5, tức là có tổng doanh số 2.500 điểm. Và bạn cùng với các nhánh còn lại cũng thực hiện được doanh số như vậy, 2.500 điểm. Căn cứ theo nấc thang sự nghiệp của tập đoàn Sức khỏe Siberia, thì danh hiệu của bạn sẽ là tư vấn viên trưởng. Và thu nhập trung bình của bạn với danh hiệu này sẽ là 12 triệu đồng một tháng. Và điều đặc biệt nhất là, chính từ nấc thang này, chương trình du lịch, nghỉ ngơi và học tập sẽ bắt đầu được áp dụng. Chương trình được khởi động 2 lần trong năm. Khi hoàn thành được doanh số nhất định, bạn sẽ có cơ hội đi du lịch tham quan những thành phố đẹp nhất trên thế giới và được đào tạo, tất cả chi phí do công ty chi trả. Bạn có nhận thấy việc phát triển hệ thống mang lại nhiều lợi ích không? Để có thể đạt được các mức thu nhập và nhận những ưu đãi mới, bạn hãy tiếp tục thực hiện giống như trước đây, giúp các tư vấn viên tích cực nhất, quy tắc tự học và hướng dẫn lại người khác, bản thân tích cực làm việc, quy tắc cân bằng và nhận thu nhập cao hơn. Chúng ta cùng xem điều này diễn ra như thế nào. Ngay sau khi bạn đã giúp được hai tư vấn viên tích cực nhất đạt được kết quả tham gia vào chương trình du lịch và bạn cùng với các nhánh còn lại cũng hoàn thành doanh số 10.000 điểm, khi đó bạn đạt được danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp và thu nhập trung bình của bạn với danh hiệu này sẽ là 40 triệu đồng một tháng. Lúc này bạn có cơ hội nhận được chiếc xe hơi của riêng mình. Đây là sự quảng cáo hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và cơ hội giúp cho công việc trở nên thuận lợi hơn. Công ty tạo điều kiện cho các tư vấn viên tích cực nhất sở hữu xe hơi với những điều kiện cực kỳ ưu đãi. Còn nếu trong trường hợp bạn có mức tăng trưởng kinh doanh nhanh, thì xe hơi có thể được trao cho bạn hoàn toàn miễn phí. Vừa rồi, bạn đã được biết về cơ hội du lịch, được đào tạo và sở hữu xe hơi mới. Bạn có muốn biết về cơ hội nhận được thu nhập cao hơn những người khác không? Bạn có thể nhận thêm tiền thưởng cho tốc độ phát triển kinh doanh nhanh chóng. Bạn hãy cố gắng đạt được những thành tích kinh doanh mới nhanh hơn những người khác và nhận thêm tiền thưởng. Và không chỉ có vậy, trong công ty Sức khỏe Siberia, mỗi người đều có thể nhận được mức thu nhập mà mình mong muốn. Nếu như bạn muốn có thu nhập cao hơn, bạn hãy tiếp tục làm việc và mở rộng hệ thống của mình bằng cách thực hiện 3 hành động đơn giản: kể cho khách hàng về sản phẩm, mời người mới tham gia kinh doanh và phát triển đội ngũ, tự đào tạo và đào tạo đội ngũ của mình. Vậy có những khoản thu nhập và cơ hội nào tiếp theo sau đây? Bạn đã trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp. Khi đã thực hiện được điều này một lần, thì bạn sẽ dễ dàng hướng dẫn điều này cho các tư vấn viên chủ chốt của mình. Trong tương lai, sự nghiệp và thu nhập của bạn phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người bạn giúp được mức thu nhập trung bình 40 triệu đồng một tháng, tức là có danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp. Con đường đạt tới đỉnh cao thành công sẽ là như thế này đây. Ngay sau khi bạn đã giúp được một tư vấn viên đạt được danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp và bạn cùng với các nhánh còn lại cũng hoàn thành doanh số 20.000 điểm, khi đó bạn đạt được danh hiệu thủ lĩnh. Và thu nhập trung bình của bạn với danh hiệu này sẽ là 60 triệu đồng một tháng. Bạn sẽ có cơ hội tham dự sự kiện đào tạo kinh doanh đặc biệt tại những thành phố và địa danh đẹp nhất thế giới. Cứ mỗi nhà tư vấn chuyên nghiệp xuất hiện ở mức 1 của hệ thống, bạn sẽ nhận được phần thưởng thú vị 35 triệu đồng. Chúng ta hãy cùng xem tiếp. Ngay sau khi bạn đã giúp được 5 tư vấn viên tích cực nhất đạt được danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp và bạn cùng với các nhánh còn lại cũng hoàn thành doanh số 100.000 điểm, khi đó bạn đạt được danh hiệu thủ lĩnh quốc gia. Và thu nhập trung bình của bạn với danh hiệu này sẽ là 210 triệu đồng một tháng. Bạn sẽ được nhận quà tặng xe hơi Mercedes-Benz từ công ty và tất nhiên là thêm một phần thưởng rất thú vị. Đúng vậy, thêm 35 triệu đồng cho mỗi nhà tư vấn chuyên nghiệp mới. Bạn đã nhận ra logic của vấn đề nằm ở đâu chưa? Vấn đề nằm ở chỗ, một khi bạn đã hướng dẫn được một tư vấn viên xây dựng hệ thống và đạt danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp, nghĩa là tư vấn viên có hệ thống với doanh số 20.000 điểm. Vậy thì bạn chỉ cần đơn giản lặp lại quá trình này cho đến khi đạt được mức thu nhập mình mong muốn. Đây đơn giản chỉ là vấn đề thời gian.
Có lẽ bạn cũng đồng ý. Đây là những khoản tiền lớn và tiếp theo sự nghiệp của bạn có thể phát triển như mình mong muốn. Chúng ta hãy một lần nữa tóm tắt lại những điểm cơ bản trong hoạt động kinh doanh cùng sức khỏe Siberia. Bạn có thể tạo ảnh hưởng lên thu nhập hàng tháng của mình. Hãy lặp lại những hành động đơn giản và hoạt động kinh doanh của bạn sẽ phát triển. Như bạn đã hiểu, thu nhập của mình được hình thành từ việc có bao nhiêu người trong tháng thực hiện mua sản phẩm. Để thực hiện điều này, chúng ta thực hiện 3 hành động đơn giản: kể cho khách hàng về sản phẩm, mời người mới tham gia kinh doanh và phát triển đội ngũ, tự đào tạo và đào tạo đội ngũ của mình. Hành động đơn giản số 1, kể về sản phẩm. Đây là công việc kinh doanh ổn định bởi vì nó dựa trên cơ sở nhu cầu của con người, và con người thì có những thói quen tiêu dùng nhất định. Nếu như khách hàng và gia đình họ thích sản phẩm thì họ sẽ lại tiếp tục mua sản phẩm. Hành động đơn giản số 2, mời người mới gia nhập đội ngũ. Chúng ta chia sẻ cho tất cả mọi người về cơ hội kinh doanh và về sản phẩm, và trong đội ngũ sẽ xuất hiện những người khác nhau. Trong hệ thống có thể sẽ có những người rất tích cực làm việc và họ mong muốn có được mức thu nhập như của bạn. Theo thống kê thì cứ trong 10 người sẽ có 2 người như vậy. Cũng có thể đó chỉ là những khách hàng, họ chỉ đơn giản là người tiêu dùng sản phẩm. Cũng có thể ai đó sẽ hoàn toàn thay đổi kế hoạch của mình. Vì thế chúng ta luôn cần tập trung vào việc mở rộng đội ngũ kinh doanh của mình. Hành động đơn giản số 3, tự đào tạo và đào tạo đội ngũ của mình. Ở đây có một nguyên tắc, bạn sẽ có thu nhập nếu như công việc của tư vấn viên của bạn phát triển. Nếu như bạn hỗ trợ cho một tư vấn viên của mình đạt được mức thu nhập tốt, thì tự động công việc kinh doanh của bạn sẽ tăng trưởng. Trong công ty sức khỏe Siberia có những cơ hội to lớn. Mỗi người tự quyết định mình muốn có thu nhập bao nhiêu. Có thể bạn đang suy nghĩ về những kế hoạch sự nghiệp kinh doanh to lớn. Có thể lúc này bạn đơn giản đang quan tâm đến khoản thu nhập bổ sung 24 triệu đồng đến 40 triệu đồng một tháng. Bạn thấy thế nào? Điều gì là quan trọng đối với mình? Đơn giản là cần phải biết mình muốn gì. Bạn hãy trả lời câu hỏi đơn giản sau. Nếu như bạn tiếp tục làm những công việc giống như hiện tại bạn đang làm, thì bạn có tin rằng ngày mai thu nhập sẽ cao hơn, cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn không? Kinh doanh cùng sức khỏe Siberia. Đây không chỉ là kinh doanh mà là phong cách sống. Bây giờ chính là lúc để chấm dứt việc đơn giản là chúng ta tồn tại. Đã đến lúc chúng ta phải sống một cách xứng đáng, trở thành những con người tràn đầy năng lượng, mạnh khỏe và tráng kiện nhờ sản phẩm của công ty. Đã đến lúc chúng ta nhận được những phần thưởng xứng đáng và một công việc thú vị, đón nhận sự công nhận cho những thành công của mình tại lễ hội của công ty, tham dự vào các sự kiện đào tạo và tạo cảm hứng, động lực phát triển kinh doanh, và cùng với sức khỏe Siberia có thêm những người bạn mới trên khắp thế giới. Các bạn hãy xem những câu chuyện về các tư vấn viên đến từ các nước khác nhau, những người đã bắt đầu từ con số 0 và bây giờ họ đang tỏa sáng trong công ty và trở thành những nhà kinh doanh thành công trên kênh truyền hình Sipvaleo TV. Và hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay. Sức khỏe Siberia, con người thực sự, kết quả thực sự, đơn giản thực sự.